Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với phần 2 của bản tin hàng hóa thị trường ngày hôm nay. Thưa quý vị, Bộ Năng lượng Tài nguyên và Khoáng sản Jordan cho biết, việc Ai Cập cắt giảm nguồn cung khí đốt tự nhiên đã làm gia tăng thêm áp lực cho lĩnh vực năng lượng vốn đã rất mỏng manh tại đất nước này. Đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường Jordan cho biết, Ai Cập đã hoàn toàn cắt nguồn cung khí đốt của nước này từ hồi tháng 4, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng trước đó tại nước này. Jordan là một quốc gia có nguồn tài nguyên nghèo nàn, 97% nguồn năng lượng hiện có của quốc gia này là do nhập khẩu. Trước đó, chính phủ hai nước đã ký kết một thỏa thuận khí đốt kéo dài 15 năm cho phép Jordan nhập khẩu khí đốt từ Ai Cập thông qua một đường ống đặt giữa hai nước. Jordan đã từng nhập khẩu hơn 2 triệu mét khối khí ga tự nhiên mỗi ngày thông qua một đường ống từ Ai Cập, nhưng tình hình bất ổn đã làm đường ống bị nổ, dẫn đến nguồn cung khí đốt cho Jordan bị sụt giảm hoặc thậm chí là bị cắt đứt hoàn toàn. Không có nguồn cung khí đốt từ Ai Cập, cộng thêm chi phí tăng cao, dự tính Jordan thâm hụt tới 80% trữ lượng khí đốt quốc gia. Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ngày càng leo thang, chính phủ Jordan đang xem xét việc hợp tác năng lượng với các nước láng giềng, đồng thời phát triển công nghệ năng lượng mới. Thưa quý vị và các bạn, xưởng sản xuất ghế võng Southsea Deck Chairs của ông Stephen Davies là xưởng sản xuất ghế võng thủ công duy nhất cho đến nay vẫn còn tồn tại ở Anh. Tuy chiếc ghế võng đã được thay thế bằng ghế gấp, nhưng công việc của ông Davies vẫn phát triển rất tốt bởi vẫn còn rất nhiều người yêu thích chiếc ghế này. Thời trai trẻ của ông Stephen Davies đã từng là một người phục vụ ghế võng tại bãi biển vùng Portsmouth. Nhưng thời gian đã thay đổi, ông Davies giờ đây là chủ của một xưởng sản xuất ghế võng duy nhất còn sót lại ở nước Anh. Mặc dù các hoạt động kinh doanh tại bãi biển không còn sôi động như thời gian trước, nhưng công việc của ông Davies vẫn tiến triển thuận lợi, bởi ai cũng mong muốn được sở hữu chiếc ghế này, một thời được xem là biểu tượng của nước Anh. Xưởng sản xuất ghế võng Southsea Deck Chairs của ông Davies được thành lập từ những năm 80. Ban đầu chỉ có 4 mẫu hoa văn và 100 chiếc ghế được sản xuất mỗi năm. Giờ đây, xưởng có hơn 200 mẫu và sản xuất hơn 10.000 chiếc ghế mỗi năm. Điều tuyệt vời hơn đối với xưởng ghế đó là nhận được sự quan tâm của khách hàng từ khắp mọi nơi. Bắt đầu từ 6 tháng trước và kể từ đó, chúng tôi đã nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Vào tháng 10 này, chúng tôi sẽ gặp những khách hàng Nhật Bản và sản phẩm của chúng tôi cũng rất được yêu thích tại Đức. Điều đó thật tuyệt vời. Thậm chí các nhãn hiệu được yêu thích tại Anh như là Clos, Fred Perry cũng sử dụng mẫu hoa văn của Southsea Deck Chairs. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mọi sự tập trung đều đổ dồn về hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ châu Phi, thì ngay tại nước Mỹ, một người dân châu Phi đang từng bước mang thương hiệu và hương vị cà phê Ethiopia đến với người dân của quốc gia này. Ông Tebabu, một công dân Ethiopia cùng gia đình chuyển đến định cư tại Mỹ, với mong muốn mang lại cho nước Mỹ một hương vị cà phê mới lạ, tinh khiết. Ông đã cùng vợ mình lên kế hoạch mang hạt cà phê rang từ quê nhà Ethiopia đến với quốc gia này. Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy nơi trồng cà phê, nhìn thấy hạt cà phê, tôi nhớ rằng mình đã nắm các hạt cà phê trong tay và hít đầy lồng ngực hương vị đó. Và tôi đã tự nói với mình rằng một ngày nào đó khi tôi thành lập doanh nghiệp, sản phẩm mà tôi kinh doanh sẽ là cà phê. Hạt cà phê Ethiopia được đóng thành từng gói giấy nhỏ, bên ngoài được trang trí bằng một chiếc nơ nhỏ xinh, rất phù hợp để dùng làm quà tặng. Giá của một túi cà phê là 18 đô la, có thể thấy sản phẩm này hướng vào khách hàng cao cấp. Theo ý kiến của chuyên gia, mô hình kinh doanh của ông Tebabu khó lòng mà cạnh tranh được với các hãng cà phê lớn khác. Nhưng ông Tebabu cho biết sẽ không nản lòng. Ông hiện đang cùng vợ mình lập kế hoạch mở rộng quy mô kinh doanh, bắt đầu là một tiệm cà phê với phương châm một tách cà phê, một cuộc trò chuyện. Sau đó có thể sẽ mở rộng chuỗi cà phê này ra 10 tiểu bang khác của Mỹ. Thưa quý vị, một công ty phần mềm tại Ghana vừa phát triển một ứng dụng mới rất hữu ích cho nông dân tại đây. Phần mềm cung cấp cho nông dân nhiều thông tin về cây trồng, hạt giống, phân bón hay thậm chí là cách giúp cho nông dân có thể kết nối được với cả người mua. Ứng dụng M-Farm, một ứng dụng mới vừa ra mắt được phát triển bởi công ty ImageAd, một công ty phần mềm địa phương được tài trợ bởi tổ chức AGA. Tổ chức này được thành lập vào năm 2006 nhờ vào quỹ Rockefeller Foundation và quỹ Bill and Melinda Gates Foundation với mục đích giúp đỡ người dân tăng chất lượng cây trồng, thúc đẩy tiếp cận thị trường. Ứng dụng M-Farm tích hợp nhiều tính năng hữu ích cho nông dân, ví dụ như cho phép nông dân kết nối với một mạng lưới rộng lớn, những người có nhu cầu thu mua nông sản. Không những vậy, ứng dụng còn chứa đựng nhiều thông tin về nguồn cung hạt giống, phân bón có chất lượng đảm bảo, giảm thiểu rủi ro đối với cây trồng. Chúng tôi đã liên lạc với các bên liên quan và qua đó có thể cung cấp cho người sử dụng ứng dụng những thông tin cần thiết và hữu ích về hạt giống hoặc là phân bón. Qua đó, mọi người có thể canh tác trên một diện tích nhỏ mà vẫn đảm bảo được năng suất. Phạm vi hoạt động của M-Farm không chỉ gói gọn tại Ghana, mà hiện nay đã có hơn 17 quốc gia tại châu Phi sử dụng ứng dụng này.
Theo quy định, nếu một nhà sản xuất ô tô phát hiện ra bất kỳ lỗi nào trong các mẫu xe của mình có ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người ngồi trên xe thì phải báo ngay cho Cục Quản lý An toàn Giao thông Mỹ trong vòng 5 ngày. Nhưng mà hãng xe Hyundai đã ém nhẹm vụ việc cho tới khi bị điều tra. Cuối tuần qua, Cục Quản lý An toàn Giao thông Mỹ cho biết hãng xe Hyundai vừa bị phạt 17 triệu đô la vì che giấu lỗi phanh và chậm trễ trong việc triệu hồi các xe bị lỗi. Theo cục này, hệ thống phanh của mẫu xe Genesis có vấn đề, dầu phanh không đủ để ngăn chặn sự ăn mòn, có thể làm giảm hiệu quả của phanh và có nguy cơ gây ra một vụ tai nạn. Cơ quan này cho biết Hyundai đã phát hiện ra vấn đề từ năm 2012, nhưng không báo cáo cho cơ quan quản lý đúng như quy định. Thêm vào đó, thay vì ra thông báo triệu hồi, hãng xe Hàn Quốc lại yêu cầu đại lý thay dầu phanh trong các xe bị lỗi mà không giải thích những hậu quả có thể xảy ra. Hãng cũng không thông báo đến khách hàng về tình trạng này. Chỉ đến khi Cục Quản lý An toàn Giao thông Mỹ mở một cuộc điều tra, Hyundai mới cho triệu hồi 43.500 chiếc xe để khắc phục lỗi phanh. Trước đó, GM đã phải chịu mức phạt 35 triệu đô la Mỹ vì đã ém lỗi bộ phận đánh lửa, gây tai nạn, làm thiệt hại ít nhất 13 người. Đây là mức phạt cao nhất đối với những nhà sản xuất ô tô chậm triệu hồi xe. Tuy nhiên, Bộ Giao thông đang kiến nghị nâng mức phạt lên cao hơn vì cho rằng mức phạt hiện nay vẫn chưa đủ sức răn đe. Thưa quý vị và các bạn, trong phần cuối cùng của bản tin hàng hóa thị trường kỳ này, chúng tôi xin được kính mời quý vị sẽ cùng theo dõi hai câu chuyện đáng chú ý sau đây. Người tiêu dùng Nga chịu thiệt hại nặng nề vì lệnh cấm vận của Mỹ và EU. Bị người tiêu dùng tẩy chay, lồng đèn Trung Quốc nhái kiểu dán hàng Việt Nam.